rồi chú, nay con với bà Tám xuống cái hôm này kiếm coi có cá nào của chú chứ. Cái đường môn kia nước nó cạn trơn, hôm nay tao ấy trơn rồi. Có cái lùng đi nữa nè chú ơi. Hẹn hơn lùng. Nhìn mặt kìa đây chú. Kìa cái. Kìa cái. Kìa lùng. Mời ông bà chú đi theo con. Vậy là... Bà Tám ơi. Là bà Tám hay nhầm nhỏ? Dạ. Xuống nước chứ nha. Bị khó thì gái có ốc thì bữa nay đứng ở tại chỗ bắt rùa luôn. Rùa đâu ra trời. Nè, ốc nè. Ôi. Ôi. Ở đâu có à? Nè, cái nè. Tên nữa. Trong hang có gì trời? Không con ốc này chết rồi mà chúng ơi, nó bu. Nó bu luôn á. Lặn cái mọi chứ. Cá hả? Cái gì á? Ừ. Ốc. Ốc. Ủa, ốc chà bá bà Tám. Nè, tôi mới bắt được ốc chết rồi. Lại nó mồi nó bò trong hang á. Mặt tôi mặt mày đất không có trời. Sao nhiêu nhỏ? Cái gì vậy? Mày lặn ở đâu dữ hả? Đặn dữ á. Mẹ đá gồm ốc bù. Hết chưa? Mặt mày đất lặn cái ngã nào mà xuống xỉnh môi mộng gì đó. Vậy mới nhìn ra gọi là ốc hả? Đúng vậy. Mò mò theo nó theo cái đất rơi xịnh nè. Xuống chứ. Ui, đâu có khăn nữa. Hơi ít quá. Thôi bữa tập lặn mới được. Tập lặn lấy hơi nhiều nhiều. Dạ. Qua đây nè, ốc nó leo vô đây nè. Nhung nhung. Rồi vô đất nè. Cái bá nè. Đâu? Đâu rồi? Có không? Ghê hả? Không dính. Nó bò nó núp trong đây nè. Thấy trời. Quá dở. Khổ quá. Giờ chưa được con nào luôn á. Thử cay hay gì á. Coi bắt đứa tao. Gì? Phước hang á. Nó bỏ dưới nó. Nó ơi dụi xuống xỉnh đi nè. Nè. Đâu hả? Con này con chú ơi, con chú đó đó. Đưa trời thì được hăng. Cho mà con chú xem nè 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 coi nè. Nè. Đâu hả chú? Hay trời. Dành được sao? Rửa luôn vô. Rửa cho xịt ba. Mà dành chứ. À chứ. Trời ơi lấy cái mà nó lo hình nè. Nhận chết queo. Ủa ốc gì mà? Chưa. Chưa. Nó mắc kẹt khô quá cô chú ơi coi nè. Bị nổi lên luôn rồi nè. Đưa hao comment. Mày ngủ này sao mà ốc bu dữ thằng vậy? Ôi. Rồi chú, chà bá. Ủa bằng tay vậy? Bằng tay luôn hả? Xa ra. Xa ra bằng tay. Tay. Ôi, có hàng. Ôi, đừng có thấy gì không. Có ai. Ôi, vậy có hàng. Ôi, gì vậy? Trời ơi, luôn vậy. Ôi. Có gì hết trơn. Bà Tám nó nhanh lại được. Bắt trước mày đừng con của. Ôi. Kìa đám cổ nó kìa giống như. Trời ơi. Sao bữa nay lên bờ đi trời. Nhanh sao. Nào Tám bắt con. Ờ chú. Đi hàm luôn. Nó cá hết à. Đất này nó còn nhìn thằng nhìn. Quá đã.
đừng. Ôi. Bà Tám, con cá con quá đẻ nè. Để mình nướng anh. Thôi. Bye bye. Nhà cua mới đẻ nè. Đâu? Cô mới đẻ. Bà Tám đụng cái nó cứng đơ luôn rồi đó. Nè. Đụng cái. Nhờ nhấn nhắc nhau. Đây còn nhưng mà. Ôi dạ. Nhỏ này tham làm. Ừ mày bắt được tao cũng bắt được. Đây còn. Đâu? Tám ơi, nhớ lấy cái giòi gãy có hen á. Thôi, ốc này lên bờ. Trời nắng quá, nắng nóng quá sao. Cạn ra luôn. Nhét. Cái này hôm nay kiếm có cá được quả nữa. Trời trời, cây đâm xuống họng liền. Chú lại chú, chú là chú Nam Mô Phật con cá. Ủa là trời. Rồi kìa. Thánh Hiền ơi. Gì vậy? Con cá bự. Nó nằm ở dưới xịn này mà đạp một cái nó hình lên một cái trời trời, giờ cái giò dội lên luôn. Đạp không không kịp nữa là không xuống được luôn. Bằng đường gối đi chết vậy bà Tám. Ủa trời tức quá. Mình đang đi với nó mắc chớn rồi nó không có giò cái này mà được với mình dẫm mảnh chứ một cái dính luôn á Tám. Hiện ốc vậy. Nhìn trên cái miếng lá kìa xinh đó. Đâu? Trời bỏ đâu tài. Chù cha. Đá. Tám mờ ấy vô á, sao vô. Đây còn nên cái chủ là không cá. Trời. Ôi trời. Vô đạp lên nó lóc luôn. Tức ghê luôn trời. Tức nó lên làm. Ha ha ha. Ốc. Ủa Tám sao nó gọi nó là ốc buồn đó. Gì? Nó gọi nó là ốc buồn vàng phá hại người này. Nó phá lắm hả? Ừ, nó ăn lúa nó cắn ngang đọt ngang đọt. Dính đường nào mọi chú. Con ốc chơi kìa, chóc. Nó gà nó phá. Tám làm gì? Làm gì Tám? Kìa kìa con gì kìa con gì con gì? Mày đâu có lẹ bằng tao. Tám chơi được lắm rồi. Ôi cậu là trộn cá. Thánh Hiền ơi. Ghê hả? Kìa kìa. Ốc kìa Tám. Tám. Trời. Kìa. Ôi chân dính cá. Rồi chú. Sao mà Tám dính cái nhảnh được. Gì? Nè, nhìn con này cái gì nè. Cái nhảnh, cái nhảnh. Cái gì? Đâu? Gì vậy? Tám, ốc kìa. Tám, Tám. Ôi ốc. Tính chồng hơn Tám sao mà đỡ được. Thì bị quá rồi ngoài chú. Nà 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 nghe qua con gà gà dính cá nè. Ôi ơi Tám. Tao vô bộ cái tao thò cái hang bắt con ốc ngồi chứ đứng lại. Chẳng kiếm gì á. Hỏi gì trời. Ôi đã mùa. Ôi trời ơi trời ơi. Ôi trời ơi trời ngu rồi nha. Mà bắt. Coi nè kìa, bắt ha. Mẫu cái này là gì sốt thấy không. Dạ dở cái miếng này ra nè. Nó bò
ngồi dưới này có lên đâu rồi, cô chú. Cô tám gà gà cái vợ. Con nè nó ăn theo cái bờ này nè trời ơi. Đã nha. Dính cá đây coi chơi ta. Dính cá đây coi chơi. Rồi đủ ăn chưa đi lên Nhung ơi. Nhiều lắm rồi đó. Kìa. Trời ơi. Thế trời. Ôi nhiều lắm rồi cô chú ơi đi nè. Nhiều lắm nhiều luôn. Thôi lên đây nướng ăn được không em? Nhiều chưa? Nhiều lắm rồi. Bao nhiêu được? Thôi giờ mời cô chú anh chị lên mà. Bên bài nha bà cháu. À, nướng ăn cô chú. Gậu 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 đi chơi mà Nhung mua lại nhốn gậu vậy. Gậu vậy. Đừng đừng có quẩy nữa. Bỏ lên bỏ lên chào lên chào lên. Chào lên. Cố lên cố lên rồi mắt gớ quá. Rồi. Rồi. Lên nè 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 đồ lên nè. Báo hoài đi. Khoan để đứng, đứng im đi. Xíu nó nổi lên nè. Lên 8 cộng 2 bà tá. 8 lên cộng 2. U để mở cái đứa. Hang trống gì. Mò hai hang. Mà 8 mò ốc rồi. Có ốc quá chừng luôn. Giờ làm nước chấm nè. Nước sốt hồi đổ vô nước ốc nha bà chú. Ăn xài cay quá. Không bị bệnh này nên không xuống nước được nha bà chú. Cho bà tám như Nhung lụm mò. Cay quá. Bỏ giỏi vô đây. Để xa tới vô nha bà chú. Xong cho miếng dầu hào. Miếng rồi. Quá ai rồi. Nhiều quá khả năng mặn. Cho miếng dầu đều. Cống cho hết. Cho miếng nước tương mà chút. Cho hơm. Cho xíu dầu ăn. Xíu rồi, xíu rồi. Miếng bột ngọt nha mọi chú. Một, hai muỗng đi. Muỗng rưỡi thôi. Rồi. Ăn liền tại chỗ đâu cô chú ơi. Nướng mới được. Nướng mấy nãy mình có kêu Nhung làm xả tế chổng rồi kìa. Mày ngồi chơi gì là đúng bài luôn đó ta. Chơi mì ăn liền. Chơi ăn liền. Nóng có mặt quá. Cây nhà lá dừa. Đáng lẽ mình nói đúng ra là đáng lẽ cái này mình luộc trước rồi mình mới mới nướng nha cô chú anh chị, mà giờ gặp không có đồ luộc rồi. Mình nướng luôn. Con này to nhất. Kệ nó sao học lên kìa. Nóng quá. Bạn ngồi nhìn nóng hấp dẫn quá rồi đó. Ai mượn à? Có tâm hồn à? Lặt nữa cũng lặt ít nữa. Đồ lặt lên đó Vinh. Ừ. Kèm kèm hay vô mấy ngóc anh không nó lăn. Ôi da nóng. Để đi coi cây này gấp kìa. Nhiều ghê không mọi chút xíu mà nhiều. Nó sôi rồi đó không? Mau ghê luôn, ốc có sôi mau lắm. Mau lắm. Đâu đó thấy không nè nè nè. Chưa gì hết mở họng ra hết trơn nè. Nhỏ nha. Được, mình kêu Nhung ở đây làm miếng sa tế của chú. Lên đầu lần hơi để vô đây là nhức răng quá. Đâu rồi cái cây gấp đó mượn gấp. Mượn gấp đi. Để chế sốt nha mọi chú. Trời. Chế nha. Bỏ đi Nhung. Trời ơi. Chế đầy luôn nhiều tám đi thôi.
được cái mặt lớn được. Quá nóng rồi. Không thể nào chịu nổi. Ủa dạ, cái này sẽ để ngay để mà tắm. Wow. Ôi nhìn hấp dẫn quá rồi đó. Đám giặt cái con nó lại lắm. Nè. Chua cha ơi nó ngon. Rồi con nào hết chưa? Được. Đầy quá đổ uổng. Gà nghe dần. Ôi, nghe nó thơm nực nữa. Trời nãy nó dần mình phỏng cái mỏ mình luôn rồi, cái mặt mình luôn. Nghĩ nha. Phỏng mỏ nghĩ dần rồi đó. Ôi. À. Gà nghe. Trời nó sôi lên dữ. Lắm. Lắm ơi. Lật ngược nó cái ốc kia gãy nghiêng rồi kìa. Nè, ốc này nè. Cái đấy từ từ. Ốc này nè. Nóng. Đưa nó mặt. Rồi. Nóng. Con này chưa gỡ nè. Cả dễ. Thấy mày đó. Ăn có một con này làm chi. Cái này ngồi đây mà ăn không ăn gì nổi, nóng dữ lắm. Ủa này mày để chưa Tám? Chưa. Để rồi mà. Để rồi vậy nó chơi nó chảy mày chơi mày. Nó lủng rồi. Để mẹ đi. Rồi, vét cả nồi cả chén rồi. Rồi nó sôi dữ rồi. Khoan để cho nó sôi lên cái thì hả? Nè, con nỉ sôi nè. Bà Tám, nè. Nó thơm. Nổi rồi mà hỏi. Nổi là hỏi văn vô mà. Thôi giờ chín rồi nghe cô chú anh chị. Mình nhắc lại đằng này và ăn cho okay. Nó ngon cái rồi thôi. Khỏi đi. Được rồi. Đi cẩn thận nha Tám. Wow. Nhấp té một cái đổ hết chân đi. Rồi xích kêu đó rồi Tám. Ở đây này không thích chơi gì. Trời xanh do mát cá. Ôi. Đây được rồi. Trời ơi, nãy giờ mò ăn lạnh luôn. Trời 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 trời. Chén nữa siêu cay. Mày đét cô đâu mà sơi cái chén này lên cho mày đó. Thơm nực nữa hả? Hai chén miếng. Đưa cái đầu rồi. Đó, có xài luôn nha cô chú anh chị. Xoài. Đây. Nhung ăn nè. Nhung. Ngỡ ăn không? Lạnh thì chín rồi, trời cũng tối rồi, mình ăn biết gì của chú ơi, lạnh quá lạnh này, nãy giờ ăn được ốc vừa lạnh quá lạnh này. Có nước không? Trời ơi, cái nước nó vừa ăn. Nó đứng đây nè. Nên ngồi xích qua đây cho Vinh ngồi vô. Ngon. Ừ, chú anh chị ơi. Lúc vô bà Tám. Cái này cô chú ơi, ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng. Ngồi xéo đây nè, ngồi xéo vô. Vô đây Vinh, ngồi xéo vô em. Rồi cô chú anh chị ăn con ốc nướng sứt nha. Ngon lắm. Ừ. Cho xin cảm nhận. Ngon. Ngon quá cô chú anh chị ơi. Ngon rồi. Ăn đi Nhung, Vinh ăn đi. Đúng ngon luôn. Chú về Nhung, xích về đây nữa. Vinh ngồi xích vô. Cái nước nè. Hả, mày đâu hút nước mà ta? Có. Ừ. Để đứt ra rồi, để đứt đi coi.
ơi, cái nước nó ngon. Ngon nhất nước luôn. Cay. Nãy mình có đem cái bọc rau theo mình quên rồi, cô chú ơi, mình nói đem không biết có không nữa. Bởi mình không có đem theo. Ngon. Kiểu này à. Ngon. Nó cài mà sặc hoài luôn. Mở bài chút nha. Mở bài chút. Chấm sâu sâu nhìn ngon. Nước chấm này nước chấm xuất sắc luôn. Thiệt. Thôi cảm nhận sao Vinh. Nước chấm là ăn thôi là nước chấm đó nha. Nước chấm ngon. Một tiêu. Tiêu xanh. Quá ngon. Trời ơi. Lớp nào đó. Nó ăn tiêu trong này nè, đặt sạch hết trơn rồi, ớt nè, đâu chú quá ngon. Gì nhúng. Nhúng gì mà mẹ. Cây này sao mới lục quá. Đâm ốc không mấy. Phải ớt cho nó gì này nghe cô chú, nó nhìn đi mới hấp dẫn nè. Nhúng cao biết của tay luôn kìa. Nãy mắc nướng ốc quên chỉ cho một cô chú làm nước chấm gì nó mới ngon cô chú. Ôi ơi. Kèm đi ăn mới ngon mọi chú. Gì vừa Nhung ơi, xỉu ngang đó. Là trời, nhỏ này nó gan như người Nhật vậy đó. Sao? Chấm mà chấm lúc gì nghe chú? Nó ra lùng bụng. Quá ngon. Cái con ốc mình nướng á cô chú nó giòn mà lại nó thấm vô cái nước sốt rồi quá ngon luôn, rồi thêm cái chấm nó chấm đậm đặc nữa cô chú nè. Trời ơi ngon dừa vậy. Cái này sao mất ngón tay hoài trời. nhất hay là lùng bụng. Lùng bụng á thì xét đấy. Gì cái lùng ngon. Áp không? Lùng không biết không? Chanh mỏ chân Vinh. Trời. Nhung cái này gì điếc của tài hết à? Điếc tài. Lúc này. Ôi ôi cái này nó ngon cô chú ơi rồi nè. Cô chú xem cái này đây. Ôi cái chén nước mắm nó đang ngon. Gì thì nghe con ốc gì mới ngon nè. Húp rồi đó. Thôi húp đi, cua hư cua ai. Húp đi, có ai đâu. Chấm chấp. Dạ, rồi không ra rồi đó. Sao qua đặc cả. Cái này mình sắc mình để cái hạnh vô luôn á, mình bầm ra nó thơm. Vỏ hạnh. Ngon nhung. Thấy mà cây cậy nhung. Subalaka. Có đó nha. Rất ngon.
Trong bụng quá. Gì? Trong bụng. Trong bụng. Chocolate Tây Ban Nha. Có ăn có chấm không? Khó. Chấm đồ phiêu đồ cho bà cô chú xem cái trời gì đâu mà chấm khi khơi sao nhìn thấy thèm. Tao sâu vô mạnh mạnh vô với tao nè nó. Thấy không? Thấy chưa? Vậy đấm nhất cái nách nè. Nghe nó mắng rồi mà đó. Dạ. Mau giật nữa. Thôi nhưng mà hãy ăn nữa. Ủa xin cảm ơn bà xem hết video con nghe không bảo chú. Giờ trời cũng chiều rồi. Giờ con với bà Tám xin đi về nghe bảo chú. Nếu con bảo chú có thấy hay thì nhớ đăng ký like. Nhớ bấm chuông được nhận video mới nghe bảo chú. Giờ con và Tám xin về. Bye. Bye. Bye.